Tiếp theo phần trước, sau khi Trung Nhạc nói trong nhóm Phong Vô Kỵ có nội gian, thì trong lòng Phong Vô Kỵ nghiêm nghị, vội vàng nhìn về phía Thiên Ti Nương Nương. Sắc mặt của Phục Bảo Sơ cũng đại biến, ánh mắt hung ác nhìn về phía Thiên Ti Nương Nương. Thiên Ti Nương Nương cười khanh khách nói: "Dịch tiên sinh, ngươi đừng vội gây xích mích lê gián như vậy. Nếu ngươi có gan, liền đấu một trận đạo nhân quả với thiếp thân. Cần gì gây xích mích chúng ta như vậy, mượn tay bọn họ giết ta như vậy?" Trung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Thiên Ti Nương Nương, ngươi cố ý chúng phục kích, muốn mượn tay ta diệt trừ phản đồ Phục Khí Thị, giết chết tên đế quân này. Ngươi giấu giếm được hắn, nhưng không thể gạt được ta. Tạo nghệ nhân quả hiện tại của ta mặc dù cao hơn ngươi, nhưng vẫn chưa vượt qua ngươi quá nhiều. Thời điểm ta biến thành Bạch Hạc dẫn dụ các ngươi rơi vào phục kích, ngươi cũng đã phát giác ra rồi, có đúng không nào? Nhưng ngươi lại không nhắc nhở phản đồ Phục Khí, chính là cũng muốn diệt trừ hắn ta, có đúng không?" Hắn cũng không tiếp tục phóng ra phân thân của chính mình đi xúc động phong cấm nữa. Đế Lăng nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Phục Bảo Sơ vân tay bắt lấy cần cổ của Thiên Ti Nương Nương, hung ác nói: "Tên tiểu xúc sinh này, nói có đúng không?" Thiên Ti Nương Nương không ngừng ho khan, lạc giọng nói: "Người thả tin hắn, sao lại không tin ta? Hắn ngay cả ta cũng vây hãm ở trong chỗ này, sao ta có thể giúp hắn được đây? Nếu ta cố ý dẫn người rơi vào phục kích này, ta cũng phải chết kìa." Phong Vô Kỵ vội vàng nói: "Tiền bối, hiện tại chúng ta còn cần nàng ta đi phá cấm bảo mệnh." Phục Bảo Sơ thả Thiên Ti Nương Nương xuống, cười ha hả nói: "Là đạo phu đa nghi rồi, tiểu nương tử chớ trách tội. Chúng ta cùng nhau phá cấm, rời khỏi nơi này, giết chết cái tên tiểu xúc sinh kia." Thiên Ti Nương Nương không ngừng thở dốc, sau khi khôi phục lại mới nói: "Đầu mối toàn bộ trận nhãn nằm trong chỗ sâu nhất của Đế Lăng, chính là nơi đặt đế quan. Với bản lĩnh của chúng ta, căn bản không cách nào phá giải, chỉ có thể phá giải từng tòa sát trận một, vô cùng tốn thời gian. Ta cần phải tinh tế suy tính các cấm chế và sát trận của tòa Đế Lăng này. Các người đi theo ta, ngàn vạn lần không được đi sai một bước cờ." Trung Nhạc thản nhiên nói: "Thời gian còn lại của các ngươi đã không còn nhiều lắm rồi. Sát trận và phong cấm của Đế Lăng sắp sửa biến đổi. Tới lúc đấy, toàn bộ sát trận và phong cấm đều sẽ thay đổi, hoàn toàn bất đồng với trước đây." Sắc mặt của Phục Bảo Sơ đại biến, đảo mắt quan sát bốn phía, cũng nhìn ra chỗ lợi hại. Sát trận bên cạnh bọn họ đã bị phá, tạm thời sẽ được an toàn. Bất quá, sát trận và phong cấm của Đế Lăng vẫn còn đang vận động, rất nhanh sẽ biến đổi. Tới lúc đó, sơn xuyên biến hóa, càn khôn nghịch chuyển, không trung sẽ biến thành đại địa biến hóa thành không trung, núi non biến thành dòng sông, bình định dâng lên thành sơn xuyên, nhật biến thành nguyệt, mà nguyệt biến thành nhật, hết thảy đều biến đổi. Thời gian lưu lại cho bọn họ đã không còn nhiều. Thiên Ti Nương Nương thôi diễn một lúc lâu, đột nhiên đứng lên nói: "Đế Lăng sắp sửa biến đổi rồi, mau đi theo ta." Nàng tăng nhanh cước bộ đi về phía một tòa sát trận. Phong Vô Kỵ và Phục Bảo Sơ vội vàng đuổi theo nàng. Dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện nguy hiểm. Đột nhiên thiên địa chợt xoay chuyển, Phục Bảo Sơ giơ hai tay lên, mạnh mẽ chống đỡ một ngọn thánh sơn đè xuống. Chỉ thấy Đế Lăng đột nhiên bắt đầu biến đổi, toàn bộ sát trận và phong cấm đều nhau nhau biến hóa, sắp sửa biến đổi hết thảy. Phục Bảo Sơ vội vàng cao giọng nói: "Tiểu nương tử, mau mau phá giải cái tòa sát trận này." Ánh mắt Thiên Ti Nương Nương cẩn thận dò xét, đột nhiên bước nhanh tới, vươn tay nhổ lên cây trận kỳ, mỉm cười nói: "Sát trận đã phá." Cây trận kỳ này bị rút ra, sát trận bên cạnh nàng ta quả thật đã được phá giải, nhưng ngọn thánh sơn mà Phục Bảo Sơ đang nâng lên kia lại đột nhiên biến hóa, biến thành một tòa trận pháp khác. Vô số mặt thần kính treo cao, trận pháp dần dần di chuyển ra xa, vận chuyển Phục Bảo Sơ vào sâu bên trong Đế Lăng. Sắc mặt Phục Bảo Sơ kịch biến, lớn tiếng hét lên: "Tiểu nương tử, ngươi đây là có ý gì?" Thiên Ti Nương Nương cười lạnh, thu hồi cây trận kỳ, mỉm cười nói: "Dịch tiên sinh là muốn ngươi chết, không phải muốn chúng ta chết, chỉ cần vì ngươi mà khiến cho chúng ta cũng phải bỏ mạng ở nơi này sao? Nếu ngươi chết rồi, nói không chừng Dịch tiên sinh sẽ có thể thả cho chúng ta một con đường sống kìa. Vô Kỵ tiên sinh, ta nói có đúng không?" Nàng xoay người nhìn về phía Phong Vô Kỵ bên cạnh mình, trên trán Phong Vô Kỵ tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, lặng lẽ nói: "Nương nương nói không sai." Trong lòng hắn thì lại cực kỳ rung động. "Trung Nhạc nói không sai, nữ tử nhân tộc này chính là gian tế, nàng ta cố ý dẫn dụ chúng ta rơi vào bẫy phục kích này."
Thiên Ti nương nương xuyên qua tầng tầng sát trận, nhìn về phía Trung Nhạc, cười khanh khách nói: Phục Bảo Sơ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không biết Dịch tiên sinh có thể mở một mắt lưới hay không. Trung Nhạc thản nhiên nói: Nếu các ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của cường giả Hạo Anh Thí thì ta cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất khỏi cành cây kia, không thấy hình bóng. Mà vào lúc này, xa xa truyền tới từng cỗ khí tức đáng sợ. Các cường giả Hạo Anh Thị đã tới. Thiên Ti nương nương thấy Trung Nhạc đã rời khỏi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại liếc nhìn Phong Vô Kỵ một cái, cười nhạt nói: Vô Kỵ tiên sinh, Phục tiền bối đã chết trong tay Dịch tiên sinh, không phải là chết trong tay chúng ta, có đúng không? Phong Vô Kỵ gật đầu nói: Nương nương yên tâm, trước mặt vị lão gia kia nên nói thế nào, ta tự có chừng mực. Thiên Ti nương nương nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, vẫn có chút không quá yên tâm, trong mắt lộ ra sát cơ. Trong lòng Phong Vô Kỵ nhất thời căng thẳng nói: Nương nương, sư tôn của ta chính là Tiên Thiên Thần, nhận lệnh trực tiếp bảy thiên. Nếu ta chết ở nơi này, nương nương ngươi tuyệt đối sẽ không thể bàn giao trước mặt vị lão gia kia. Cái chết của Phục Bảo Sơ quan hệ trọng đại, nếu không có ta giúp ngươi nói chuyện, ngươi cũng không thể bàn giao được. Thiên Ti nương nương khẽ mỉm cười nói: Nói giống như là ta đã cố ý hại chết Phục tiền bối vậy, ta làm sao có thể hại hắn được đây? Rõ ràng là Dịch tiên sinh hại chết hắn mà. Sâu bên trong đế lăng, tiếng kêu thảm thiết của Phục Bảo Sơ truyền ra: Vô Kỵ, ngươi còn muốn mở ra phong ấn huyết mạch của ngươi nữa không? Mau cứu ta ra, ta dẫn ngươi trở về thế ngoại chi địa, giải trừ phong ấn huyết mạch Vô Kỵ trên người của ngươi. Huyết mạch bàn hồ của ngươi cũng có phong ấn, với thân phận và mặt mũi của ta, bàn hồ thị sẽ cho ta cái mặt mũi này, giúp ngươi mở ra phong ấn huyết mạch. Phong Vô Kỵ đối với tiếng kêu thảm thiết của hắn căn bản là mắt điếc tai ngơ, mỉm cười gật đầu nói: Nương nương nói đúng, Phục Bảo Sơ tiền bối là bị Dịch tiên sinh hại chết đi. Trong lòng ta mặc dù vô cùng thống khổ, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Nương nương, cường giả Hạo Anh Thị sắp tới rồi, chúng ta phải làm sao để thoát thân đây? Phong Vô Kỵ gấp gáp hỏi. Lần này cần phải mượn dùng thân phận của sư tôn ngươi rồi. Thiên Ti nương nương đứng yên tại chỗ, không tiếp tục nỗ lực phá giải trận pháp nữa, chỉ cười tủm tỉm nói: Hạo Anh Thí biết được thân phận của sư tôn ngươi sẽ không dám đụng tới ngươi và ta. Về phần vì sao chúng ta lại xông vào nơi này, cứ nói là chúng ta bị Phục Bảo Sơ bắt giữ, kéo vào nơi này. Phục Bảo Sơ hung ác gian xảo, lạm sát kẻ vô tội, hiếp bức chúng ta. Khóe mắt của Phong Vô Kỵ không ngừng nhảy lên. Nếu hắn thật sự nói như vậy, vậy Phục Hy Thị thế ngoại chi địa còn có thể để cho hắn tiến vào thế ngoại chi địa, mở ra phong ấn của thần huyết Phục Hy trong cơ thể nữa hay sao? Hiện tại chúng ta đã không đi kịp nữa rồi. Nếu như Vô Kỵ tiên sinh có kế sách gì càng tốt hơn, không ngại cứ việc nói thẳng. Thiên Ti nương nương mỉm cười nhàn nhạt nói. Sắc mặt Phong Vô Kỵ trầm xuống. Hắn quả thật không có kế sách nào tốt hơn, chỉ có thể mang ra thân phận của Đỗ Úc mới có thể tránh khỏi chàng kiếp nạn này. Nữ tử này quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thua kém Trung Sơn Thị. Trước đây ta đã xem nhẹ nàng rồi. Phong Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thiên địa không ngừng sao động. Mấy tôn tạo vật chủ Hạo Anh Thị vây quanh một tôn đế quân tới đây, lập tức cất cao giọng nói: Các vị tiền bối Hạo Anh Thị, tại hạ là đệ tử của Tiên Thiên Thần Đồ Úc Hiếu Vô Kỵ. Ta bị gian tà bắt giữ, ép phải vào nơi này. Kính xin các vị tiền bối Hạo Anh Thị hãy cứu giúp ta. Sao? Tiên Thiên Thần Đồ Úc sao? Trong lòng tôn đế quân Hạo Anh Thị kia nghiêm nghị lạnh nhạt nói: Các người chờ một chút đi. Tôn đế quân này phân phó hai bên nói: Mời Hạo Anh đại đế sống lại. Mấy tôn tạo vật chủ kia nhất tề hướng về phía đế lăng triều bái cầu chúc. Đột nhiên sâu bên trong đế lăng chợt có một đại thủ tím đen cứng ngắc vươn ra, soạt một tiếng thọc vào bên trong một tòa sắt trận. Phục Bảo Sơ đang điên cuồng chống đỡ tòa sắt trận này, lại bị đại thủ tím đen cứng ngắc này chụp lấy khuôn mặt. Ba ngón tay tím đen cứng ngắc cắm vào trong ba con mắt của hắn, hai ngón tay đâm thủng màng tai, nhẹ nhàng chụp một cái, lôi vào chỗ sâu nhất trong đế lăng. Tiếp theo, thanh âm nhai nuốt vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Phục Bảo Sơ dần dần tắt hẳn. Phong Vô Kỵ và Thiên Ti nương nương giận cả tóc gáy, liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có chút khủng bố. Vị đại năng thượng cổ Phục Khi thần tộc Phục Bảo Sơ này đã bị ăn mất. Vị Phục Khi thị này
đã trải qua cuộc chiến hủy diệt ở thời kỳ địa kỷ, tồn tại mạnh mẽ trong đế quân viên mãn, từ thời thượng cổ còn sống cho tới bây giờ. Mặc dù tuổi đã già nhưng vẫn như cũ bất phàm, vậy mà cứ như vậy bị ăn mất đi. Tôn đế quân Hạo Anh Thị kia sai người tiến vào đế lăng, dẫn hai người đi ra. Tôn đế quân kia cười lạnh nói: Hạo Anh Thị ta cũng không ngu ngốc đâu, hành vi của các ngươi đừng mơ tưởng giấu giếm được ta. Bất quá nể mặt mũi của tiên thiên thần đồ Úc kia, chúng ta sẽ không tính toán mà thôi. Hiện tại đầu sỏ tội ác đã chết rồi, mà các ngươi nhanh chóng ly khai cho. Phong Vô Kỵ vội vàng khom người nói: Đà tạ tiền bối. Tiền bối thật không dám giấu, chúng ta cũng là bị người khác hãm hại. Dịch Phong, Dịch tiên sinh của tiên thiên cung đã ám toán chúng ta, cố ý dụ dỗ Khoa Phú dưới chúng ta giết chết thiếu chủ tranh tộc, nhấc lên trận chiến đấu này, khiến cho chúng ta cũng bị liên lụy. Dịch quân vương của tiên thiên cung ngư. Sắc mặt mấy tôn tạo vật chủ dưới chướng tôn đế quân kia nhất thời cổ quái, lướt nhìn nhau một cái. Trong lòng Phong Vô Kỵ còn đang nghi hoặc, tôn đế quân Hạo Anh Thị kia đã cười lạnh nói: Mấy ngày nay Dịch quân vương đều làm khách trong thánh địa Hạo Anh Thị ta, chưa từng rời khỏi lãnh địa Hạo Anh Thị bao giờ, làm sao có thể tới ám toán các ngươi được. Phong Vô Kỵ trừng mắt cứng lưỡi, thất thanh nói: Vừa rồi hắn chính là ở nơi này. Tôn đế quân Hạo Anh Thị kia lộ ra thần sắc chán ghét, phất tay nói: Còn muốn giá hóa cho Dịch quân vương sao? Miệng lưỡi đáng ghét mà. Nếu ngươi không phải đệ tử của Đỗ Úc kia, ta đã lập tức đánh chết ngươi rồi, mau cút đi. Trong lòng của Phong Vô Kỵ mờ mịt, vẫn luôn không hiểu chuyện gì. Trong lòng Thiên Tiên Nương Nương kẽ chấn động, vội vàng lôi hắn đi xa. Trùng Sơn Thế luôn luôn làm khách trong thánh địa Hạo Anh Thị, như vậy làm sao có thể? Phong Vô Kỵ mất hồn mất vía, lẩm bẩm nói: Hắn làm sao có thể? Mà đúng rồi, vừa rồi xuất hiện ở đây chỉ là một cỗ phân thân của hắn. Khó trách hắn không tiếp tục dẫn động cấm chế của đế lăng thống hạ sát thủ. Thực lực phân thân của hắn không cao, lại phân ra rất nhiều phân thân, đã sớm đặt tới cực hạn của hắn ta rồi, cho nên hắn mới buông tha cho chúng ta. Thiên Tiên Nương Nương cũng không khỏi than thở: Dịch tiên sinh đã tính toán nhiều hơn ta 2 bước rồi, không nghĩ tới mấy năm nay không gặp nhau hắn đã trưởng thành tới loại trình độ này, ngộ tính của kẻ này thật đáng sợ. Nàng không khỏi dùng mình một cái. Bước đầu tiên Trung Nhạc thắng nàng ở chỗ bản thể của hắn tại mấy ngày trước đã đi tới thánh địa Hạo Anh Thị làm khách, mà Thiên Tiên Nương Nương lại chỉ tính ra phương hướng của phân thân của hắn, bị phân thân của hắn dụ dỗ tới lãnh địa của tranh tộc, dẫn phát cái chết của thiếu chủ tranh tộc. Bước thứ hai chính là Trung Nhạc làm khách ở trong thánh địa của Hạo Anh Thị, tộc trưởng tranh tộc chết trong tay Phục Bảo Sơ. Hạo Anh Thị lập tức xuất động đế binh của Hạo Anh Đại Đế, bức bọn họ phải chạy vào đế lăng. Trong này khẳng định là có sự sai sử của Trung Nhạc. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất, đã tính toán nhiều hơn nàng 2 bước, chỉ 2 bước thôi đã lấy đi tính mạng của Phục Bảo Sơ, khiến cho một tôn đại năng thời thượng cổ còn sống tới hiện tại phải tăng thân ở nơi này. Vô Kỵ tiên sinh, thiếp thân cho ngươi một lời khuyên. Thiên Ti Nương Nương đột nhiên nói: Bất luận trước đây giữa ngươi và Dịch tiên sinh có ân oán gì, ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta. Nếu hắn muốn giết ngươi, thậm chí không cần tự mình động thủ. Sau này ngươi không nên lại đánh chủ ý tới hắn ta nữa đi, bằng không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là ta cũng phải nhượng bộ lui binh, không cùng hắn chính diện giao phong. Khóe mắt của Phong Vô Kỵ nhảy lên. Lần này kế hoạch bắt giữ Trung Nhạc có thể xem như là đại bại. Hai tôn thần hoàng của Khoa Phụ thần tộc trước sau mất mạng, Phong Thanh Vũ không biết sống chết, thậm chí ngay cả tôn đại năng tượng cổ Phục Bảo Sơ này cũng chết ở nơi đây. Đối với hắn thật sự là một đả kích thật lớn. Là ta sai rồi, là ta sai rồi. Phong Vô Kỵ lấy lại bình tĩnh nói: Ta cứ tưởng hắn vẫn là hắn trước kia, không nghĩ tới hắn đã trưởng thành kinh người như vậy. Sau này ta sẽ không kinh thường hắn như vậy nữa, tương lai hắn nhất định sẽ chết trong tay của ta. Thiên Tiên Nương Nương lướt nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn còn có một chút không cam lòng, trong lòng có mấy phần xem thường, đột nhiên mỉm cười nói: Gia hương của Vô Kỵ tiên sinh là ở nơi nào? Phong Vô Kỵ lộ ra thần sắc cảnh giác, lắc đầu không đáp, cất bước rời đi. Ánh mắt Thiên Tiên Nương Nương chớp động, trong lòng thầm nghĩ: Nếu như Dịch tiên sinh thật sự là tiên thiên thần chuyển thế, Hiếu Vô Kỵ làm gì có bản lĩnh kết thành hận thù với một tôn tiên thiên thần đây? Chẳng lẽ nói vị Dịch tiên sinh này
cũng không phải là tiên thiên thần chuyển thế, mà là một nhân tộc đã mở ra phong ấn huyết mạch phục khi sao? Trong lòng của nàng sinh ra nghi tâm, thầm nghĩ: không có khả năng, không có khả năng, nhân tộc làm sao có thể tu luyện tới tình trạng cường đại như vậy được. Hiện tại nàng đối với chuyện tình nhân tộc là phục khi bị phong ấn ít nhiều cũng đã hiểu rõ, trong lòng không khỏi rơi xuống một hạt giống hoài nghi. Nếu hắn quả thật là nhân tộc, vậy Viêm Hoàng... Ánh mắt của nàng sáng lên, trái tim đập thình thịch. Trong thánh địa Hạo Anh Thị, Trung Nhạc tạm lưu lại mấy ngày, sau đó đứng dậy cáo từ, mỉm cười nói: Nguyên Chu Đế Quân, mấy ngày nay đã làm phiền rồi, Dịch Mỗ xin cáo từ. Đế quân Hạo Anh Thị, Hạo Nguyên Chu đứng dậy đưa tiễn, mỉm cười nói: Dịch quân vương khách khí rồi, ở lại thêm mấy ngày cũng có vấn đề gì đâu. Ta còn có nhiều việc vặt, phiền nhiễu, không dám lưu lại lâu. Trung Nhạc rời khỏi Hạo Anh Thị, lại qua mười mấy ngày, liền đi tới lãnh địa của Hoa Tư Thị, tâm thần có chút kích động. Cấm Nhi sư muội và quân sư tỷ theo thần hậu nương nương tu luyện, đã nhiều năm không gặp rồi, cũng không biết hiện tại các nàng ra sao rồi. Hắn tiến vào lãnh địa của Hoa Tư Thị, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy tòa thánh địa Hoa Tư Thị này không giống với bình thường, là một mảnh vũ trụ cổ lão, vẫn còn khí hỗn độn. Trong hỗn độn có đại lục màu hoàng kim phiêu phù, còn có nhật nguyệt tinh thần cũng đều là màu hoàng kim, phát ra kim quang sáng lạn. Trong thánh địa Hoa Tư Thị, nhiều nhất chính là thánh sơn, có rất nhiều kỳ quan mỹ lệ. Trung Nhạc đi tới nơi này, cảm thấy nơi này có một loại đại đạo kỳ diệu, trời sinh thần thánh cũng là một loại đại đạo tiên thiên. Từng khoảng ngôi sao, từng phiến đại lục, từng cành cây ngọt cỏ ở nơi đây đều là do đại đạo tiên thiên ngưng tụ mà ra, tự nhiên diễn biến sinh ra, có hiệu quả tương đương giống với cổ lôi trạch giới, cổ lôi trạch thị. Nơi này hẳn là một bộ phận của vũ trụ cổ lão, bị đại năng Hoa Tư Thí dùng pháp lực mạc đái vận chuyển tới tử vi, tọa lạc ở nơi này. Trong lòng của Trung Nhạc không khỏi tán thán, nơi này cũng là tổ địa của Phục Khi Thị. Tiến vào thánh địa Hoa Tư, hắn không khỏi có một loại cảm giác và tâm tính hành hương bái tổ. Chỉ là không biết Hoa Tư Thí có giống như Lôi Trạch Thị hay không, đã bị đại năng ngoại lai chuyển thế vào trong Hoa Tư Thí. Nếu là như vậy, chỉ sợ Hoa Tư Thị chân chính cũng sẽ bị nghiền ép, tình cảnh gian nan. Lục đạo luân hồi xác lập, vừa có lợi cũng vừa có hại. Hiện tại thế giới đã rất khó tìm được một chủng tộc tinh thuần, thuần túy. Cho dù là nhân tộc thấp kém nhất cũng bị những thế lực khác thẩm thấu vào. Ngay cả Tiên Thiên Đế Quân cũng đã từng nuôi qua mấy gã đệ tử nhân tộc, dự định cướp đoạt vị trí nhân hoàng. Hoa Tư Thị thân là thần tộc cổ lão nhất, không dám đảm bảo sẽ không bị thẩm thấu. Trung Nhạc tiến vào một tòa Hoa Tư cổ thành, đang muốn tìm một đệ tử Hoa Tư Thị, thông bẩm một tiếng, đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh âm giòn giã vang lên, cười hì hì nói: Ngươi là Dịch Phong, Dịch tiên sinh sao? Trung Nhạc nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Người vừa lên tiếng là một nàng nữ tử thanh tú, vô cùng khả ái, hơn nữa đã từng gặp mặt hắn qua một lần, chính là nàng thiếu nữ Hoa Tư Thị, Hoa Thiến Mân, đã từng tới Nhân Hoàng Điện tìm hắn lúc trước kia. Nữ tử này rất ngây thơ nhưng lại quả cảm, sau khi giao Tiên Thiên Truyền Đạo Đan cho hắn, liền lập tức lau đi đoạn ký ức gặp mặt hắn của chính mình, quay đầu liền đi. Hiện tại, hiển nhiên Hoa Thiến Mân đã không quen biết Trung Nhạc, hồn nhiên không biết chính mình đã từng gặp mặt hắn. Nương nương, sớm đã biết Dịch tiên sinh sẽ tới, lệnh cho ta ở đây chờ đợi, tiên sinh xin mời đi theo ta. Hoa Thiến Mân đi trước dẫn đường, cười hì hì nói: Tiên sinh vẫn là lần đầu tiên tới Hoa Tư Thị ta sao? Chỗ này của chúng ta có rất nhiều địa phương chơi vui, nếu ngươi có thời gian, ta sẽ dẫn ngươi đi dạo xung quanh, bên ngoài cũng chơi rất vui, đáng tiếc nương nương không cho ta ra ngoài. Ta nghe nói ngươi đã thành thân rồi sao? Vợ của ngươi là Âm Phiền Huyên tỷ tỷ phải không? Ta và nàng đã từng gặp qua rồi, nàng rất lợi hại, ngươi có thể đánh thắng được nàng ta sao? Ta thấy chắc là không thể rồi, ngay cả ta cũng không thể đánh bại được nàng, chỉ có thể đánh ngang tay với nàng mà thôi. Mà các ngươi làm sao quen biết nhau vậy? Thanh âm của nữ tử này nhẹ nhàng thanh thuần, vô cùng êm tai, nhưng nàng nói quá nhiều, một đống câu hỏi không ngừng nhồi nhét vào trong tai Trung Nhạc. Trung Nhạc nghe nàng nói một câu, một hồi thất thanh nói: Người chính là nữ tử Hoa Tư Thí đã từng giao thủ với Phiền Huyên sao? Người có thể đánh ngang tay với nàng hay sao? Người biết không, ngươi là thần minh duy nhất có thể đánh ngang tay với nàng ta. Ừ thì nữ hoa đời tiếp theo cũng là phải ra ngoài lịch luyện mà. Hoa Thiến Mân cười khanh khách nói: Lúc đó ta nghe nói Phiền Huyên tỷ tỷ lợi hại,
liền chạy tới Thiên Hà Chi Châu khiêu chiến với nàng ta. Kết quả không thể đánh thắng được, ta đành phải quay trở lại tiếp tục tu luyện. Nương nương đã nói mỗi một đời nữ hoa phải là tồn tại lợi hại nhất trong cảnh giới đồng cấp kìa. Ta vẫn chưa thể làm được chuyện này, không thể đánh bại được Phiền Huyên tỷ tỷ. À đúng rồi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi có đánh thắng được nàng ta hay không. Ta đánh không lại. Trung Nhạc hừ khẽ một tiếng, lúng ta lúng túng nói. Hoa Thiến Mân trận trừng cặp mắt nhìn hắn, cười khanh khách nói. Ngươi đừng nóng, hôm nào ta sẽ đi đánh nàng. Ừ, vậy cũng không được. Hai phu thê các ngươi liên thủ cùng đánh ta, ta sẽ đánh không lại. Ngươi sẽ không thiên vị thê tử của ngươi đấy chứ. Trung Nhạc lại khẽ hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Như thế nào còn chưa tới chỗ của thần hậu nương nương đấy, thời gian trôi qua tựa hồ hơi chậm. Nữ hoa là tôn hào của các đời tộc trưởng Hoa Tư Thị. Năm xưa đời địa hoàng thứ hai của thời đại địa kỷ chính là thê tử của đời địa hoàng đầu tiên, Phục Khi Thiên Đế. Sau khi Phục Khi Thiên Đế băng hà, nữ hoa xưng đế, thống trị vũ trụ, không ai có thể địch lại. Hoa Thiến Mân được Hoa Tư Thị chọn là nữ hoa đời tiếp theo, tự nhiên là tồn tại siêu quần bạt tụy trong Hoa Tư Thụy. Không phải tầm thường, nàng có thể đánh ngang tay với Âm Phiền Huyên. Trung Nhạc đoán chừng chính mình hơn phân nửa cũng đánh không lại nàng. Khiến cho Trung Nhạc phiền muộn chính là hai tồn tại trong cảnh giới thần minh mà chính mình không đánh lại, vậy mà đều là nữ tử, khiến cho hắn có chút không thể tiếp nhận. Hơn nữa, khiến cho hắn phẫn uất nhất chính là một người trong đó lại là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Thiến Mân sư tỷ, người có quen biết Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi không? Trung Nhạc thay đổi chủ đề lên tiếng hỏi. Tự nhiên là quen biết rồi. Hoa Thiến Mân cười hì hì nói. Hai vị sư muội đều theo nương nương tu luyện, thực lực đều rất lợi hại. Dịch tiên sinh quen biết các nàng sao? Đợi một lát sau khi tới chỗ của nương nương, người sẽ có thể nhìn thấy các nàng. Trung Nhạc nghe nàng nói vậy, cố gắng để xuống tâm thần kích động. Rốt cuộc bọn họ cũng đi tới thánh sơn cổ lão nhất trong thánh địa Hoa Tư Thị. Thánh cảnh trong núi đẹp không sao tả xiết, kỳ thạch quái tùng, thiên nhiên điêu khắc. Các nữ tử Hoa Tư Thị thường thường tiến vào trong núi tu luyện, phun ra nút vào linh khí thiên địa. Còn có những con đại xà khổng lồ vần quanh ngọn núi, không biết tu vi như thế nào. Trung Nhạc nghe được tiếng nước chảy truyền tới, một lúc sau liền đi ngang qua một thác nước. Thác nước giống như ngân hà treo ngược, hình thành nên một mảnh áo choàng ngân sắc. Có mấy nàng nữ tử đầu người thân rắn đang bơi lội chơi đùa ở trong đầm nước. Trung Nhạc vội vàng quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn tiếp. Dọc theo con đường này cũng không gặp được bất cứ nam tử nào, toàn bộ đều là nữ nhân. Nữ tử Hoa Tư Thị vì vậy mà không chút cố kỵ, không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại bơi lội chơi đùa ở trong thác nước, ngược lại khiến cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Trên đường đi, bọn họ đi ngang qua rất nhiều tòa thánh điện, bên trong có rất nhiều tồn tại vô cùng cường đại. Quẹo tới kẹo lui một hồi, lại có rất nhiều tòa thần điện cổ lão xuất hiện, có thể nói là sân cùng thủy tận, liễu ám hoa minh. Bọn họ đi tới đỉnh núi Thánh Sơn của Hoa Tư thần tộc. Trên thiên không, một tòa thánh điện hùng vĩ cổ xưa, phiêu phù một tòa rồi lại một tòa chư thiên cổ lão, hẳn là do đại năng Hoa Tư Thị chế tạo ra. Bên trong nội tàng, lục đạo luân hồi tự thành một giới. Thần tộc cổ lão này vẫn như cũ, có sinh mệnh lực cường đại, không ngừng sinh sôi nảy nở. Mặc dù xa xa không cường thịnh bằng trước đây, nhưng tình cảnh so với Lôi Trạch Thị thì tốt hơn rất nhiều. Trong tinh vực Tử Vi cũng có Lôi Trạch Thị, cũng có thánh địa và chư thiên của chính mình. Nhưng trong này lại có tới hai tòa thánh địa Lôi Trạch. Trong đó thánh địa Lôi Trạch cường thịnh hơn, có thể nói là không thua kém gì đế tộc. Nhưng Lôi Trạch Thị trong này trên ý nghĩa chân chính đã không phải là Lôi Trạch Thị, mà là hậu đại của đại năng thượng cổ đã chuyển thế vào Lôi Trạch Thị. Mà một tòa thánh địa Lôi Trạch còn lại thì thuộc về chi nhánh Lôi Trạch Thị trong 3000 lục đạo giới, xây dựng thế lực trong tinh vực Tử Vi. Nhưng bất luận là thanh thế hay là thực lực cũng đều thua kém thánh địa của Ngụy Lôi Trạch Thị, chỉ chiếm cứ một địa phương nho nhỏ, an phận ở một góc, không khiến cho người ta chú ý. Thật không ngờ Hoa Tư Thị vẫn còn cường thịnh như vậy, thật sự là hiếm thấy. Trung Nhạc đang muốn đi vào tòa thánh điện cổ lão này, ánh mắt đột nhiên thoáng nhìn về phía một hồ nước trên thánh sơn. Trên mặt hồ linh khí sáng ngời, linh quang như sóng nước ba động. Nước này là do khí tiên thiên ngưng tụ biến thành, vậy mà ngưng tụ thành một hồ nước. Trong hồ mọc lên từng đóa hoa sen thánh khiết. Có một nàng nữ tử đang chèo thuyền trong hồ sen, bên cạnh là một nàng nữ tử đang ngồi trong hoa sen, dùng tiên thiên thần thủy gội đầu. Đuôi rắn của nàng rũ xuống trong hồ nước do khí tiên thiên biến thành,
mái tóc thật dài rủ xuống trong thủy quang, bị ánh sáng của hồ sen chiếu rọi. Nữ tử trong sóng nước lan tăn có vẻ đẹp thuần khiết, nói không nên lời. Quân sư tỷ, cấm nhĩ. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, nữ tử chèo thuyền kia là Quân Tư Tà, mà nữ tử gội đầu trong hoa sen kia chính là Khâu Cấm Nhi. Cấm Nhi làm sao lại hóa thành hình thái hoa tư thí, biến thành hoa tư tộc rồi? Tư Tà sư muội, Cấm Nhi sư muội. Hoa Thiến Mân hưng phấn bừng bừng, vẫy tay gọi hai nàng nữ tử, mỉm cười nói: Vị Dịch tiên sinh này, nó là nhận thức các ngươi này. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà cũng đều kinh ngạc, chèo thuyền tiến về phía này. Trong lòng Trung Nhạc kích động, đang muốn hiện ra chân thân, đột nhiên Hoa Thiến Mân đã mỉm cười nói: Vị Dịch tiên sinh này vô cùng lợi hại, hắn là Dịch quân vương của Tiên Thiên Cung, các ngươi có biết Âm Phiền Huyên không? Chính là Âm Phiền Huyên lần trước đã giao thủ với ta đấy, thánh nữ của Âm Khang Thị chính là thê tử của hắn ta. Trung Nhạc hừ khẽ một tiếng, lập tức bỏ đi ý niệm hiện ra chân thân. Quân Tư Tà từ trên thuyền nhảy xuống, cẩn thận quan sát Trung Nhạc, lộ ra thần sắc nghi hoặc, chân thành hành lễ hỏi: Vị tiên sinh này thật ra là vô cùng lạ mắt, xin hỏi vì sao tiên sinh lại nói nhận thức chúng ta vậy? Chúng ta trước giờ chưa từng rời khỏi thánh địa Hoa Tư, tự hồ chưa từng gặp qua tiên sinh. Trung Nhạc bất động thanh sắc nói: Ta cũng chỉ là nghe nói qua hai vị cô nương. Sư ca sao? Khâu Cấm Nhi đột nhiên rụt rè hỏi: Ngươi là sư ca, biết được chúng ta ở đây này cũng chỉ có sư ca mà thôi. Trung Nhạc nhất thời giật mình, mỉm cười nói: Ta không phải là... Đột nhiên trong tòa thánh điện sau lưng bọn họ chợt truyền tới thanh âm của thần hậu nương nương: Trung Sơn Thí đã tới rồi sao, còn không mau tiến vào, ở đó lèo nhèo cái gì vậy? Cặp mắt Quân Tư Tà trận trừng, cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm hắn, trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. Khâu Cấm Nhi cũng nhấp nháy mắt, thấp giọng hỏi: Sư ca đã thành thân rồi sao? Quân Tư Tà ôm lấy cánh tay của hắn, bàn tay còn lại thò xuống dưới nách của hắn, nhéo một miếng thịt, hung hăng xoay tròn vài vòng, cười tủm tỉm nói: Sư đệ, ngươi vừa nói ngươi không phải là cái gì, ngươi nói qua hai vị cô nương là cái gì? Trung Nhạc cố nhịn đau nhức, sắc mặt không đổi, mỉm cười nói: Các ngươi nhất định là nghe lầm rồi. Hoa Thiến Mân cũng nghi hoặc nói: Vừa rồi ngươi nói rất rõ ràng, ta cũng nghe được mà. Quân Tư Tà lại xoay thêm vài vòng nữa, rồi mỉm cười nói: Người đã thành thân rồi sao? Không ngờ lại không báo cho ta biết, để ta chuẩn bị cho người chút hạ lễ à? Nương nương bảo chúng ta nhanh đi vào kìa. Trên trán của Trung Nhạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn cười ha hả nói: Không thể để nương nương đợi lâu được. Quân Tư Tà buông bàn tay đặt dưới nách hắn ra, hừ lạnh một tiếng. Hoa Tiến Mân nghi hoặc không thôi, dẫn theo mọi người đi vào trong điện. Trung Nhạc thoáng thở phào nhẹ nhõm một cái. Khâu Cấm Nhi ở một bên quan sát hắn, thấp giọng nói: Sư ca thành thân khi nào vậy? Ta còn chưa gặp qua chị dâu. Có phải chị dâu rất đẹp không? Mồ hôi lạnh trên trán Trung Nhạc ào chảy xuống, lúng ta lúng túng nói: Chỉ là giả thành thân thôi, là giả, không thể tính. Hoa Thiến Mân mỉm cười nói: Sự tình Dịch tiên sinh thành thân cả thiên hạ đều biết rồi, ngay cả 24 đế tộc cũng tới chúc mừng. Vợ chồng bọn họ còn đi tới 24 đế tộc hoàn lễ rồi kìa, được biên thành câu chuyện mọi người ca tụng, cả thiên hạ đều biết được, sao có thể là giả được. Trung Nhạc trợn mắt nhìn nàng. Hoa Thiên Mân thẻ lưỡi nghi hoặc hỏi: Ta nói sai gì sao? Ta vẫn là không nói nữa vậy. Trung Nhạc cảm thấy ánh mắt của hai nữ tử giống như hai cây kim đâm châm thẳng vào lưng của hắn vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ: Nương nương, để cho Hoa Thiến Mân tới đây đón ta, hẳn là cố ý rồi. Cái miệng nha đầu này quá nhanh rồi, cái gì cũng đều nói ra hết cả. Khó trách lần trước nương nương muốn nàng nhất định phải xóa bỏ đi ký ức của chính mình, bằng không cái gì cũng sẽ bị nàng nói ra hết thôi. Đoàn đường đi vào thánh điện này, gã thần minh trẻ tuổi Trung Sơn Thị cảm thấy dài dằng dặc vô cùng, bước đi như rời núi, khổ cực vạn phần. Sau khi tới trong thánh điện, phong thái thần hậu nương nương vẫn như cũ, cười tủm tỉm nói: Trung Sơn Thí, người cuối cùng cũng đã tới rồi. Ta cũng chưa từng nghĩ tới gã thiếu niên nho nhỏ dưới hạ giới năm nào, hiện tại không ngờ đã nổi danh khắp thiên hạ, trở thành Dịch tiên sinh, chạm tay có thể bóng. Trung Nhạc hiện ra chân thân, khôi phục diện mạo chân chính, khom người hành lễ nói: Nương nương nói đùa rồi, những năm qua Trung Nhạc được nương nương chiếu cố, trong lòng cảm kích bất
tận. Nếu không có nương nương âm thầm giúp đỡ, sợ rằng ta đã sớm chết rồi. Ồ, mà ngươi như thế nào đã thành thân rồi vậy? Thần hậu nương nương có chút nghi hoặc nói. Tuy nói nàng nữ tử Âm Khang thị này rất xứng đôi với ngươi, nhưng ngươi vẫn là có chút vội vàng rồi. Từ xưa tới nay, lãnh tụ của Phục Kỳ thị và nữ hoa của Hoa Tư thị đều là phu thê đã định trước rồi. Đây là quy củ từ xưa tới nay. Ta còn dự định đợi Thiến Mân tiếp nhận bảo vệ nữ hoa, hai nhà sẽ kết thông gia. Thiến Mân mới là nguyên phối của ngươi, hiện tại nàng còn chưa tiếp nhận bảo vệ, ngươi lại đã thành thân rồi, đã vi phạm cổ huấn. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng mỉm cười nói. Nương nương nói đùa rồi, nói đùa rồi. Ta không phải nói đùa, thê tử của các đời lãnh tụ Phục Kỳ thị đều là nữ hoa. Đây đã là minh ước mà hai nhà từ thời thượng cổ đã sớm định ra rồi. Hiện tại minh ước vẫn còn chân tàng ở trong bảo khố của Hoa Tư thị ta. Lúc rảnh rỗi ta sẽ lấy cho ngươi xem. Ngươi là lãnh tụ đương đại của Phục Kỳ thị, Thiến Mân tự nhiên chỉ có thể gả cho ngươi. Địa vị của Hoa Tư thị không kém hơn Âm Khang thị đâu, tự nhiên không thể làm nhỏ. Bằng không mặt mũi của nữ hoa Hoa Tư thị ta sẽ để ở đâu đấy? Thần hậu nương nương cười tủm tỉm nói. Bất quá như đã nói qua, chính thế cũng có thể có hai vị. Thời thượng cổ cũng từng có loại tiền lệ này. Tới lúc đấy để cho Thiên Mân và nữ hài Âm Khang thị cùng làm chủ mẫu là được, rất dễ giải quyết thôi. Trung Nhạc vội vàng nhìn sang ba nàng nữ tử bên cạnh, chỉ thấy vẻ mặt Quân Tư Tà tươi cười, gương mặt Hoa Thiên Mân mờ mịt, Khâu Cấm Nhi thì là điềm đạm đáng yêu, khiến cho mồ hôi lạnh trên trán hắn lại cuồn cuộn chảy xuống. Nhưng người chưa chắc đã có thể sống sót tới lúc đó đâu, trước khoan hãy nói tới việc này. Thần hậu nương nương chợt khẽ mỉm cười nói. Nhìn xem, ngươi bị dọa tới mức này kìa. Thật không ngờ, đường đường là Dịch tiên sinh cũng có một ngày khiếp đảm tới như vậy. À đúng rồi, ngươi vẫn còn một tiểu nữ nhi lưu ở nơi này của ta, có cần xem nàng một chút hay không? Sắc mặt của Trung Nhạc vàng như đất, thất thanh nói. Nữ nhi của ta ở chỗ của nương nương sao? Từ lúc nào ta có một nữ nhi vậy? Ta như thế nào lại không biết vậy? Thần hậu nương nương mỉm cười nói. Hiện tại ngươi đã thay thế Lê Dương Thần Quân, dùng thân phận của Lê Dương Thần Quân hành tấu, mà Lê Dương Thần Quân thì trở thành nữ tử của Hoa Tư thị ta, dùng thân phận của Hoa Tư thị mà hành tấu. Nàng tự nhiên xem như là nữ nhi của ngươi rồi. Hiện tại nàng gọi là Hoa Nữ Hy. Trung Nhạc bị nàng dọa cho trái tim cơ hồ nhảy lên tới cổ họng, nghe nàng nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lên tiếng nói. Ta mượn thân phận của Lê Dương Thần Quân hành sứ, hẳn xem như là sư đệ của nàng, sao có thể để nàng làm nữ nhi của ta được? Nương nương chớ có nói đùa. Thần hậu nương nương quan sát hắn, lên tiếng nói. Lê Dương Thần Quân vì ngươi thay hắn tiếp nhận ân oán một đời trước hắn, lòng mang cảm kích, làm nữ nhi của ngươi cũng không quá đáng đâu. Thôi được rồi, quan hệ của các ngươi tự các ngươi làm chủ là được. Lần này ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Toàn thân của Trung Nhạc mồ hôi đầm đìa. Hành trình Hoa Tư thị lần này thật sự khiến cho hắn hãi hùng khiếp phía, lúng ta lúng túng nói. Ta muốn chiêm ngưỡng chân thân của nương nương, tìm hiểu tiên thiên thần đạo. Thần hậu nương nương mỉm cười, lên tiếng nói. Đúng rồi, ngươi tu luyện tiên thiên thần đạo quả thật cần phải xem tiên thiên thần đế mới có thể tu thành. Ngươi lưu lại ở chỗ này của ta, ta để cho ngươi xem nhất cử nhất động mỗi một hành vi lời nói của ta. Trung Nhạc không người tạ ơn. Trong thánh địa Hoa Tư thị ta cũng có đại năng của tộc khác chuyển thế, người vẫn là khôi phục diện mạo của Dịch tiên sinh, tránh cho lưu lại vết tích chân ngựa. Thần hậu nương nương nói. Trung Nhạc khôi phục lại dung mạo Dịch tiên sinh, đi theo bên cạnh nàng, trong lòng thầm nghĩ. Cũng may là đi theo bên cạnh nương nương, bằng không sẽ không tiện bản giao với Câm Nhi và Quân sư tỷ. Đợi các nàng tỉnh táo trở lại, ta thuận theo tính tình của các nàng mà chậm rãi giải thích vậy. Thần hậu nương nương lại nhìn về phía Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà, rồi mỉm cười nói. Các ngươi cũng cùng đi theo ta đi, mấy ngày nay ta sẽ dành thời gian chỉ dạy các ngươi tu luyện. Sắc mặt của Trung Nhạc đen như sắt. Vị nương nương này nhất định là cố ý rồi. Trung Nhạc và hai nữ tử Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi không nói lời nào, đi theo sau lưng thần hậu nương nương. Thần hậu nương nương diệu ngữ như châu, chỉ điểm hai nàng nữ tử tu luyện. Đối với Trung Nhạc lại chẳng chút quan tâm. Gã thần binh trẻ tuổi Trung Sơn Thị có cảm giác giống như đang bị khắc trên hỏa lò quay nướng vậy, đứng ngồi cũng không yên. Thần hậu nương nương giảng giải chính là Địa Mẫu Hoàng Đạo Kinh. Môn công pháp này
là do nàng khai sáng, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Mặc dù Trung Nhạc có thể nghiên cứu, nhưng nếu hắn tu luyện thì sẽ bị thay đổi kết cấu nhục thân, dần dần biến thành nữ tử, cho nên chỉ có thể lắng nghe một chút. Thần hậu nương nương giảng giải trong chốc lát, chờ đợi bản thân Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà lĩnh ngộ hấp thu. Hai nàng nữ tử cũng có chút không quá tập trung, không ngừng liếc nhìn về phía Trung Nhạc, đoán chừng tâm thần đã loạn. Lãnh tụ của Phục Khí Thí, sao ngươi lúc nào cũng dục vọng dâng trào vậy? Thần hậu nương nương liếc nhìn Trung Nhạc một cái, lại liếc nhìn Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi, cười hì hì hỏi: Nương nương cần gì đã biết lại còn hỏi? Trung Nhạc có chút buồn bực nói. Thần hậu nương nương mỉm cười: Những kẻ truyền thừa của Tân Hóa, người nào không phải là thế thiếp thành đàn đấy? Không ngờ ngươi lại vì chuyện này mà phát sầu, quả thật đã bôi nhọ danh tiếng của Tân Hòa rồi. Trong thức hải Trung Nhạc, Tân Hòa liên tục gật đầu sâu sắc tán thành: Đúng là bôi nhọ danh tiếng của kẻ kế thừa Tân Hòa mà. Thân là con trâu giống trong sân thị, ta đối với ngươi vô cùng thất vọng à. Ngươi sa sút tinh thần như vậy, làm sao có thể chấn hưng sinh sôi nảy nở Phục Khí thần tộc được? Trung Nhạc có chút giở khóc giở cười, phấn chấn tinh thần, thả xuống trói buộc trong lòng. Vô số phân thân lao ra, dự định tìm hiểu thần tính của thần hậu nương nương. Đại gia hóa, cùng đi lai giống đi, lai giống nào? Một cỗ phân thân Trung Nhạc cao hứng bừng bừng kêu lên, sắc mặt Trung Nhạc đen như muội than, vội vàng thu hồi hắn vào trong cơ thể. Đám phân thân còn lại thì câm như hến, vội vàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng thần vận của thần hậu nương nương, bắt giữ bản chất thần đạo của nàng. Từ trong khí tức của thần hậu nương nương tìm kiếm thần tính căn bản nhất. Bản thân Trung Nhạc lại lén lén nhìn về phía hai nữ tử bên cạnh. Quân Tư Tà cười dài nghiến răng, có thể nghe được thanh âm kéo kẹt kéo kẹt. Bản tính khó đối. Khâu Cấm Nhi thì lại thấp giọng nói: Sư ca không phải là người như vậy, hắn nhất định là có nỗi khổ của hắn rồi. Chỉ là cho dù nàng cực kỳ tín nhiệm đối với Trung Nhạc, lúc này cũng không khỏi có chút dao động. Dù sao thời gian dài như vậy không gặp, nàng cũng không biết Trung Nhạc có thay lòng đổi dạ hay không. Trong lòng Trung Nhạc biết rõ, chuyện này nhất thời nửa khắc cũng giải thích không rõ, chỉ đành thành thành thật thật tìm hiểu thần tính của thần hậu nương nương, không để ý tới hai nàng nữ tử nữa. Ma tính ma chủ chuyên về phá hoại, là phá hoại chi chủ, có đặc tính hủy diệt hết thảy. Mà thần tính của thần hậu nương nương lại có cảm giác dưỡng dục vạn vật, tạo hóa chúng sinh, đó là thần tính thần chủ, là mẹ của thiên địa, mẹ của chúng sinh. Trung Nhạc tinh tế cảm ngộ, phân ra hai cái bất đồng, ấn chứng với nhau, giữa ma tính ma chủ và thần tính thần chủ phảng phất như là hai mặt đối lập. Sau khi ấn chứng với nhau, đối với việc hắn cảm ngộ thần tính thần chủ sẽ càng dễ dàng hơn. Tiên thiên thần đạo của hắn đang dần dần hoàn thiện, cùng lúc càng hoàn chỉnh. Thần hậu nương nương đi tới nơi nào, vô số phân thân Trung Nhạc cũng đi theo tới đấy, không nói lời nào, không rời nửa bước, chỉ là cặp mắt vẫn như cũ nhắm chặt. Quân Tư Tà xoay người rời đi nói: Ta ra ngoài giải sầu, tìm Thiến Mân sư tỷ tâm sự. Sư muội, ngươi đi với ta chứ? Khâu Cấm Nhi lắc đầu: Ta đợi sư ca. Lần này Trung Nhạc xem thần đế, xem thần tính, nếu so với xem ma tính, xem ma chủ thì dễ dàng hơn rất nhiều, cũng không có hung hiểm như lúc xem ma tính của ma chủ vậy. Mười mấy ngày sau, vô số phân thân của hắn nhao nhao quay trở về trong cơ thể của hắn, tiên thiên thần đạo rốt cuộc cũng thành tựu. Khí tức của Trung Nhạc nhất thời tăng mạnh, cảm thấy thần ma viên mãn, không tự chủ được liền cảm giác được đạo khí tiên thiên thứ 6, tiên thiên dịch khí đang hấp thu năng lượng và văn lộ đồ đằng của 5 loại đại đạo tiên thiên còn lại, lớn mạnh bản thân, trong lòng có chút kinh ngạc. Đạo tiên thiên dịch khí này là tiên thiên đạo khí ẩn tàng trong chuôi kiếm của Phục Vân Đạo Tôn. Trung Nhạc nghiên cứu tu luyện Phục Vân Đạo Tôn tâm kinh những năm gần đây cũng có đạt được. Tiên thiên dịch khí đang không ngừng lớn mạnh, nhưng tốc độ trưởng thành không bằng mấy loại tiên thiên còn lại. Bất quá, tiên thiên dịch khí có một đặc điểm, đó chính là có thể hấp thu năng lượng của những loại tiên thiên còn lại, thậm chí còn xem đồ đằng tiên thiên ẩn tàng trong những loại khí tiên thiên còn lại như là chất dinh dưỡng, hấp thu vào trong tiên thiên dịch khí vô cùng cổ quái. Trung Nhạc cho rằng tiên thiên dịch khí của chính mình có thể tu thành tiên thiên dịch đạo chính là do cái đặc tính này của tiên thiên dịch khí. Hiện tại hắn đã thành tựu tiên thiên thần đạo, luyện ra 5 loại đại đạo tiên thiên, tốc độ ngưng thực tiên thiên dịch đạo cũng vì vậy mà tăng lên nhiều. Thần hậu nương nương mỉm cười nói: Không tệ, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành tiên thiên thần đạo, quả thật không tệ, khó trách truyền thừa chi hóa lại lựa chọn ngươi.
Trung Nhạc không người tạ ơn nói: Nếu không có nương nương tương trợ, ta cũng sẽ không thể tu thành tiên thiên thần đạo được. Thời đại hiện đại không còn như trước đây, thiên địa đại biến, quy tắc thiên địa thay đổi. Nếu vẫn cứ thủ cựu, cố thủ cựu pháp, nhất định là sẽ bị thời đại đào thải. Thần hậu nương nương nói: Lần này ta xuất sơn, gặp qua đương kim đế minh thiên đế, du lịch tử vi, nhìn thấy mấy vị tồn tại không thua kém đế minh thiên đế, lại đi gặp mấy vị cố hữu, hiểu rõ đủ loại cố sự của năm xưa, trong lòng vô cùng cảm khái. Người có thể nhảy ra phạm chủ công pháp của Phục Khi Thị, không có mù quáng đâm đầu vào trong công pháp của Phục Khi Thị, ta đã vô cùng vui mừng. Chỉ là cục diện hung hiểm tương lai người phải đối mặt, chỉ sợ cũng sẽ viễn siêu hơn bất kỳ một cái thời đại nào ở trong lịch sử. Trung Nhạc khẽ gật đầu. Từ xưa tới nay còn chưa có thời đại nào hưng thịnh, hưng vượng như thời đại hiện tại, có được nhiều cường giả như vậy. Từ sau khi lục đạo luân hồi thiết lập, thọ nguyên thần ma kéo dài hơn gấp 5-6 lần trước đây, cũng đã tích lũy số lượng cường giả nhiều như cá rước sang sông, nhiều đếm không xuể. Thậm chí ngay cả đế cảnh cũng trở thành không còn khó khăn như trước nữa. Luyện khí sĩ trước đây cho dù là thiên đế cũng chỉ có 1-2 vạn năm thọ nguyên, mà đế quân hiện tại thì có được thọ mệnh lâu dài tới 10+ vạn năm đằng đẵng, có rất nhiều thời gian để tu luyện, để đột phá. Từ lúc thời đại địa kỷ kết thúc cho tới bây giờ đã có 10 vạn năm đằng đẵng. Trong 10 vạn năm này, thiên hạ rốt cuộc đã tích lũy được bao nhiêu đại năng đây? Đám đại năng đã tham gia cuộc chiến hủy diệt của thời đại địa kỷ kia, sợ rằng vẫn còn có không biết bao nhiêu kẻ còn tại thế. Thần hậu đương nương nói cục diện hung hiểm mà hắn phải đối mặt chính là trước giờ chưa từng có, cũng không chút quá đáng. Tương lai, nếu ngươi thật sự khởi sự, ta cũng có thể sẽ giúp ngươi một tay. Thần hậu đương nương nhẹ giọng nói: Nhưng ngươi không nên có kỳ vọng quá lớn về ta, đặt hoàn toàn hy vọng lên trên người kẻ khác như vậy, đây chính là cử chỉ hoàn toàn không thông minh. Người ngoài có thể trợ giúp cho ngươi, chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Cho dù có là ta, ở trước mặt kẻ thù của ngươi cũng không dám nói là có thể toàn thân trở lui. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm nghị, không người xưng vâng rồi lên tiếng: Nương nương có thể nói cho ta biết những chuyện đã phát sinh năm xưa được không? Thần hậu nương nương nhìn chằm chằm hắn một hồi, cuối cùng lên tiếng hỏi: Người có thể đánh bại được ta không? Trung Nhạc ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu: Đợi tới khi nào người có thể đánh bại được ta, ta sẽ nói cho người biết hết thảy những gì ta biết. Hiện tại nói cho người biết, nói không chừng còn liên lụy tới ta. Thần hậu nương nương liếc nhìn Khâu Cấm Nhi vẫn luôn không nói một lời, đứng ở một bên mỉm cười nói: Cô vợ nhỏ này của ngươi đã đợi ngươi ở nơi này rất rất lâu rồi, ngươi còn không đi an ủi nàng một chút đi. Rồi nàng khẽ xoay người, y phục trên người tung bay, rất nhanh đã rời khỏi. Trung Nhạc đi tới bên cạnh Khâu Cấm Nhi, Khâu Cấm Nhi cúi đầu im lặng không lên tiếng. Cấm Nhi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Trung Nhạc đề nghị. Bọn họ rời khỏi thánh điện, đi tới bên cạnh linh hồ do khí tiên thiên biến thành kia. Khâu Cấm Nhi lại hiện ra chân thân hoa tư, đầu người thân rắn lướt đi trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn. Hai chân Trung Nhạc đạp trên sóng nước, bước đi bên cạnh của nàng. Khâu Cấm Nhi bơi tới trên một đóa hoa sen giữa hồ, ngồi vào trong đóa hoa sen, bộ dạng vô cùng văn tĩnh. Trung Nhạc ngồi xuống bên cạnh của nàng, qua một hồi lâu mới nói: Cấm Nhi, còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không? Khâu Cấm Nhi yên lặng gật đầu. Trung Nhạc cảm khái nói: Hai chúng ta lúc đó thật đơn thuần, có đôi khi ta còn nghĩ nếu thời điểm đó ta lấy hết dũng khí cầu thân với mẹ ngươi, chúng ta kết làm vợ chồng, cùng lưu lại kiếm môn, có lẽ hiện tại chúng ta đã là một loại sinh hoạt khác rồi, mỹ mãn và thanh tịnh. Thật đáng tiếc, loại ý niệm này ta chỉ có thể suy nghĩ một chút trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Ngươi theo ta rời khỏi tổ tinh, theo ta kinh lịch nhiều cực khổ như vậy, đã bị nhiều ủy khuất như vậy, ta sẽ không phụ ngươi, cũng không thể phụ ngươi. Tương lai ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Vành mắt của Khâu Cấm Nhi ửng đỏ, yên lặng gật đầu. Trung Nhạc đánh bạo đưa tay ôm eo của nàng rồi lên tiếng nói: Ta còn từng nghĩ quá, tương lai chúng ta thành thân quay trở lại tổ tinh sẽ phong quang tới mức nào, chỉ là không biết khi đó cố nhân của chúng ta có còn nữa hay không. Mỗi khi nhớ tới bọn họ, nỗi nhớ nhà như dâng trào trong lòng của ta, chỉ là hiện tại còn chưa thể trở về. Khâu Cấm Nhi tựa đầu vào vai của hắn, ôn nhu nói: Sư ca, bất luận tương lai có nguy hiểm tới đâu, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Sư ca, ta đã biến thành hoa tư thị rồi, mỗi ngày đều rất nỗ lực tu luyện,
ta sẽ không kéo chân sau của ngươi đâu. Ngươi... Nàng nhìn xuống cái đuôi rắn của chính mình, thanh âm như mũi kêu. Ngươi có ghét bỏ cặp chân của ta không dễ nhìn hay không? Tâm thần Trung Nhạc chấn động, dâng trào xúc động, muốn vứt bỏ hết thảy, không để cho nữ tử này gặp phải bất kỳ thương tổn gì, mang theo nàng xa chạy cao bay, cho nàng một cái sinh hoạt bình an cả đời. Chỉ là hắn không buông xuống được. Khuôn mặt Trung Nhạc giãn ra, mỉm cười nói: Sao ta lại ghét bỏ chứ? Chân của ngươi xinh đẹp nhất rồi, xinh đẹp nhất rồi. Mặt hồ chiếu rạng quang mang lên sóng nước, xa xa có chiếc thuyền nhỏ lướt trên mặt hồ. Trên thuyền, nữ tử Hoa Tư Thị thanh thuần như nước, giọng hát cũng trong trẻo như nước, duyên dáng du dương. Trong lòng Trung Nhạc một mảnh yên bình, nhìn xuống sóng nước khẽ xao động phập phồng quang mang, cảm thấy trái tim của thiếu nữ bên cạnh mình tựa hồ có thể hòa tan tâm của hắn, thiêu đốt khiến cho trong lòng nóng bỏng. Đây là một loại cảm giác mà những nữ tử khác chưa từng mang tới cho hắn. Đây không phải là dục vọng mà là tình yêu. Nếu có thể kéo dài mãi như vậy thì... Nếu có thể kéo dài mãi như vậy, hắn nguyện kéo dài một màn này tới thiên trường địa cửu. Chiếc thuyền ở xa xa chậm rãi tới gần. Trên thuyền có ba nàng nữ tử. Một người là Hoa Thiến Mân, giọng ca trong veo như nước vừa rồi chính là của nàng. Một người là Quân Tư Tà, nàng đang khởi động dây đàn. Cuối cùng là một tiểu nữ hài, bộ dáng khoảng chừng 11-12 tuổi, sắc mặt lạnh như băng, bộ dáng rất không thoải mái. Ba người đang chèo thuyền tiến về phía này. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đứng dậy. Ở trên thuyền, Hoa Thiến Mân nắm tay tiểu nữ hài kia, cười khanh khách nói: Dịch tiên sinh, ngươi có nhận ra con gái của ngươi không? Ta không phải, không phải. Tiểu nữ hài kia nổi giận đùng đùng lên tiếng nói: Ta không phải là con gái của hắn ta, ta đường đường là một nam nhi. Hoa Thiến Mân cười khanh khách nói: Nữ hi, lại nói mê sảng rồi. Dịch tiên sinh, đây là con gái của ngươi, Hoa nữ hi kìa. Ta họ Lê. Tiểu nha đầu kia nổi trận lôi đình, hầm hầm nói: Đã nói với nữ hoa như ngươi bao nhiêu lần rồi, ta tên là Lê Nữ Hi, không phải họ Hoa. Phải gọi ta là cô. Hoa Thiến Mân bày ra bộ dạng phẫn nộ, chống nạnh, nghiêm giọng nói. Quân Tư Tà mỉm cười, lên tiếng: Lúc ngươi còn bú sữa mẹ, ta từng thay tã cho ngươi nữa kìa. Không, không được nhắc lại chuyện này. Khuôn mặt của tiểu nha đầu kia nhất thời đỏ bừng, Trung Nhạc cảm thấy buồn cười, rồi hỏi: Ngươi là Lê Dương Thần Quân sao? Tiểu nha đầu nữ hi kia nhìn về phía hắn, bộ dáng già dặn nói: Ngươi giả mạo thân phận của ta, đừng hòng muốn ta gọi ngươi là cha. Khâu Cấm Nhi vội vàng nói: Nữ hi, phải giống một nữ hài tử, không được lúc nào cũng nói năng thô lỗ như vậy, cẩn thận tương lai không ai thèm lấy ngươi đâu. Cặp mắt của tiểu nữ hài nữ hi chận chừng, nghĩ muốn phản bác nhưng sau đó lại chán nản, cào nhào nói: Dù sao tương lai ta tuyệt đối sẽ không gả cho nam nhân. Trung Nhạc quan sát nữ hi, vị Lê Dương Thần Quân chuyển thế này hiển nhiên sớm đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, đối với thân phận nữ nhân của chính mình vô cùng bất mãn. Đám người Quân Tư Tà, Hoa Thiến Mân lại càng không hề xem nàng là một vị tiên thiên thần chuyển thế, mà xem nàng như một tiểu nha đầu khả ái, không ngừng trêu ghẹo mà đùa giỡn. Tiên thiên thần chuyển thế, cái thân phận này vô cùng bất phàm. Trung Nhạc chính là giả mạo một tôn tiên thiên thần chuyển thế, bởi vậy bất luận đi tới nơi nào cũng đều được mọi người vô cùng tôn trọng. Mà đối với đám nữ tử Hoa Tư Thị, nữ hi chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, bởi vậy mới không chút cố kỵ đến như vậy. Kẻ thù của ta tên là Vũ Đô Lăng, là tên tiên thiên ma thần tự nhiên sinh ra trong vũ trụ cổ lão, thực lực cực kỳ cường đại. Sau khi vui đùa ầm ĩ một phen, nữ hi quay sang nhìn Trung Nhạc rồi lên tiếng: Thực lực của Vũ Đô Lăng so với ta trước đây cũng không thua kém chút nào. Lúc đó hắn vẫn còn là tạo vật chủ, nhưng ta cũng đã bị hắn mưu hại rồi. Thời gian biến thiên, trôi qua thời gian mấy vạn năm này, sợ rằng hắn đã là một tôn tiên thiên ma quân rồi. Hắn không biết ngươi thì cũng thôi, nếu biết ngươi là ta chuyển thế, tất sẽ chạy tới giết ngươi. Sao? Lại là một tôn tiên thiên ma quân sao? Trung Nhạc hỏi. Vậy hắn có những thủ đoạn thần thông gì? Nữ hi mặc dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng cũng đã là luyện khí sĩ pháp thiên cảnh. Tinh thần của nàng khẽ ba động, chuyển những hình ảnh kiếp trước chính mình chiến đấu với Vũ Đô Lang vào trong não hải của Trung Nhạc. Tinh thần ba động của nàng vừa mới tiếp xúc với tinh thần của Trung Nhạc, trong não hải Trung Nhạc lập tức có thêm vô số hình ảnh của từng chàng chiến đấu, là những trận ác chiến giữa hai tôn tiên thiên ma thần.
Vũ Đô Lang là một tôn ma thần sinh ra từ trong ma tinh ma tộc, được vô số ma tộc ngày đêm cầu chúc tế tự. Từ ma linh tiến hóa thành tiên thiên ma thần, tập hợp vô số ma tính tà ác của ma tộc trong một thân, ma tính trầm trọng tới đáng sợ. Tôn tiên thiên ma thần này kết hợp với các nữ tử quý tộc trong ma tộc, sinh ra rất nhiều con cháu và hậu đại mang theo huyết thống tiên thiên ma thần, cuối cùng sinh sôi nảy nở ra một cái đại tộc gọi là Vũ Đô ma tộc. Lê Dương thần quân thì là tiên thiên thần do Lê Sơn thần tộc triều bái Thái Dương mà ra đời. Hai chủng tộc này ở cạnh nhau trong vũ trụ cổ lão, bởi vì tranh đoạt phạm vi thế lực cho nên đã phát sinh xung đột, cuối cùng biến thành hai tôn tiên thiên thần ma chiến đấu với nhau. Chiến đấu giữa hai tôn tiên thiên thần ma thô bạo và cuồng dã, đại đạo tiên thiên, thần thông tiên thiên, hư không tạo vật, nhục thân va chạm, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Giữa Lê Dương thần quân và Vũ Đô Lang đã phát sinh mười mấy lần giao phong, mỗi người đều có thắng bại, kẻ nào cũng đều vô cùng hiểu rõ thần thông đạo pháp của đối phương. Mà sau khi Lê Dương thần quân bị Vũ Đô Lang ám toán, Lê Sơn thần tộc cũng bị Vũ Đô Lang diệt tuyệt, không còn tồn tại. Nhưng đây chỉ là Vũ Đô Lang của mấy vạn năm trước. Vũ Đô Lang hiện tại rốt cuộc đã tu luyện tới trình độ nào, có thủ đoạn thần thông gì, Nữ Hy cũng không biết. Trung Nhạc gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, hiện tại ta dùng thân phận của ngươi hành sự, tương lai bất luận thế nào ta cũng sẽ thành người tiếp lấy cái cọc ân oán này." Nữ Hy thở phào nhẹ nhõm lên tiếng nói: "Vũ Đô Lang âm hiểm giàu hoạt, người nhất định là phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận." Trong lòng Trung Nhạc khẽ động nói: "Tiên thiên thần ma tu luyện khó khăn, khó có thể đột phá công cụm xiềng xích được, mà sinh linh hậu thiên lại có thể tinh dũng mãnh tiến, tốc độ tu luyện cực nhanh, sao ngươi không cố gắng tu luyện, đợi tới tương lai tự mình báo thù đi." Nữ Hy ngạo nghễ tự phụ vạn phần nói: "Ta chỉ là bảo ngươi cẩn thận hắn thôi, không phải bảo ngươi giết chết hắn ta. Tương lai sau khi ta tu luyện thành công, tự nhiên sẽ đích thân giết chết hắn, báo thù cho ta và Lê Sơn thần tộc." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Tương lai hắn vẫn là của ngươi." Nữ Hy thỏa thuê mãn nguyện nói: "Hiện tại ta là Hoa Tư Thị, mặc dù không phải là tiên thiên thần, nhưng con đường cũng rộng hơn rất nhiều. Nói không chừng thực lực so với kiếp trước còn cường đại hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là..." Nàng thở dài một tiếng, không tiếp tục nói hết. "Nhà đầu Nữ Hy này lớn lên nhất định vô cùng xinh đẹp, tương lai phải tìm cho nàng một mối hôn sự thật tốt mới được." Quân Tư Tạc cười hì hì lên tiếng nói. Hoa Thiến Mân không ngừng gật đầu, ánh mắt tỏa sáng: "Ừ, nhất định sẽ rất thú vị." Bộ dáng Nữ Hy chán nản nói: "Đây chính là nguyên nhân ta không muốn chuyển thế tới Hoa Tư Thị. Các ngươi đừng hòng cả ta ra ngoài." Nàng nhanh anh múa vuốt lao về phía ba nàng nữ tử. Bốn nàng nữ tử lớn lớn nhỏ nhỏ bắt đầu vui đùa ầm ĩ một hồi. Đột nhiên Hoa Thiến Mân chợt trở nên sầu muộn nói: "Dịch tiên sinh, nương nương nói tương lai ta sẽ phải gả cho ngươi, nhưng ngươi đã có thê tử rồi, hơn nữa chúng ta không quen nhau, làm sao mà thành thân đây?" Quân Tư Tà nghe nàng nói vậy lập tức nhìn về phía Trung Nhạc cười lạnh nói: "Thiến Mân sư tỷ, ngươi vẫn còn sầu lo chuyện này sao? Những năm qua hắn ở bên ngoài không biết đã trêu chọc bao nhiêu hoa, chọc bao nhiêu cỏ. Tương lai nếu ngươi thật sự gả cho hắn ta, sẽ phát hiện hắn đã sớm thay thiếp thành đàn rồi." Trung Nhạc giơ tay nắm lấy bàn tay của Quân Tư Tà nghiêm nghị nói: "Sư tỷ, ta không phải loại người như vậy, ta tất nhiên sẽ không phụ ngươi." "Thật vậy sao?" Quân Tư Tà lộ ra thần sắc cảm động, mười phần ôn nhu kiều mị hỏi: Vậy tiểu sư muội phải làm sao bây giờ? Còn Thiến Mân tỷ tỷ nữa, còn Âm tỷ tỷ chính thê của ngươi nữa kìa." Một tay còn lại của Trung Nhạc vươn ra cầm lấy bàn tay của Khâu Cấm Nhi, dưới nách lại mọc ra một cánh tay cầm lấy bàn tay của Hoa Thiến Mân, nghiêm mặt nói: "Ta cũng sẽ không phụ các ngươi." Quân Tư Tà đột nhiên xoay cánh tay chụp lấy cổ tay của hắn, đá một cước đá hắn văng ra khỏi thuyền nhỏ, rơi thẳng vào xuống hồ nước. Ầm ầm, Hoa Thiến Mân trở tay chụp xuống một chiêu đại thủ ấn đập thẳng vào hồ nước. Trên đầu Quân Tư Tà bay ra một cây cổ cầm, hai bàn tay không ngừng búng lên dây đàn, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn thẳng xuống dưới hồ nước. Ngay cả Nữ Hy cũng động thủ, từng đạo thần thông tiên thiên đánh thẳng xuống địa phương Trung Nhạc rơi xuống nước kia, miệng không ngừng quát lớn: "Ta chưa từng gặp qua hạng người vô nhân sĩ như ngươi, các ngươi đừng ai cản ta." "Cấm Nhi muội muội, ngươi không động thủ sao?" Quân Tư Tà và Hoa Thiên Mân nhất tề quay đầu
nhìn về phía Khâu Cấm Nhi. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi ửng đỏ, dốc hết can đảm đánh ra mấy đạo thần thông về phía dưới nước. Sau đó chư nữ chèo thuyền nghênh ngang bỏ đi, thanh âm vẫn còn vọng lại. Chân đạp bốn thuyền lại còn muốn đặt chân ổn định như vậy sao? Cứ bỏ hắn lại đây đi, để cho hắn từ từ thanh tỉnh lại một chút đi. Ta nghe mọi người đồn đãi nói Dịch tiên sinh còn có gian tình với tiểu công chúa Tiên Thiên Cung nữa kìa. Tiểu công chúa Tiên Thiên Cung sớm đã đính hôn với Thiên Huyền Tử của Cự Linh Thị rồi. Hiện tại tiểu công chúa làm ầm làm ý muốn từ hôn với Thiên Huyền Tử chính là bởi vì gã Dịch tiên sinh này đã hoành đao đoạt ái kìa. Thanh âm của Hoa Thiến Mân từ xa xa vang lên, chư nữ nhất thời phẫn nộ hét lớn: cái tên khốn kiếp này! Trung Nhạc vừa mới nhô đầu lên trên nước, đột nhiên từ trên chiếc thuyền nhỏ xa xa lại oanh xuống vô số đạo thần thông đập hắn chìm xuống đáy nước. Một hồi lâu sau, gã thần minh trẻ tuổi Trung Sơn Thị mới chật vật không chịu nổi bỏ ra khỏi linh hồ, hậm hực nói: Tân Hóa, những gì ngươi dạy ta đều vô dụng cả, căn bản không thể được cả cá lẫn tay gấu đâu. Thủ đoạn của kẻ kế thừa kia của ngươi căn bản là không có tác dụng rồi. Tân Hỏa bi phẫn nói: ai bảo ngươi ở trước mặt các nàng nói ra những lời này? Ngươi tụ hợp các nàng cùng một chỗ nói ra những lời đó đương nhiên là sẽ bị đánh rồi. Phải là tách ra từng người một, một đối một nói như vậy, chắc chắn kẻ nào cũng sẽ thất thủ. Ngươi quá khiến cho ta thất vọng rồi, quá mất thể diện của các đời kế thừa rồi. Ngươi đáng bị đánh mà. Trung Nhạc nhất thời xấu hổ không thôi.